quay trở lại với chương trình tin tức News at Night là bản tin Việt Nam. Thưa quý vị, công an đã tiếp tục bắt dân và gán tội chống phá nhà nước. Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 14 tháng 9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Trương Ca, trú tại huyện Hồng Ngự, với cáo buộc tội phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Theo như Công an Đồng Tháp, ông Huỳnh Trương Ca đã đăng tải những video lên mạng xã hội có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Ngoài ra, ông Ca còn bị cáo buộc tội kêu gọi, kích động người dân biểu tình chống chế độ. Ông Huỳnh Trương Ca đã bị bắt vào ngày 4 tháng 9 khi được nói đang trên đường từ Tiền Giang lên thành phố Sài Gòn để kêu gọi biểu tình ngày 2 tháng 9. Trước và sau ngày 2 tháng 9, có ít nhất 4 người đã bị bắt về các cáo buộc có liên quan đến an ninh quốc gia và hàng loạt các Facebooker khác được bạn bè thông báo là bị mất tích không rõ nguyên nhân. Đại diện Facebook cam kết không cung cấp thông tin cho chính phủ Cộng sản Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng vào hôm 13 tháng 9 lên tiếng thúc giục Facebook sớm mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra lời đề nghị này với ông Simon Mander, Phó Chủ tịch về chính sách công khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Facebook, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Asians 2018 tại Hà Nội. Hiện đại diện của Facebook chưa có bình luận gì về đề nghị này. Cũng tại cuộc gặp này, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói Facebook cần có trách nhiệm đối với hơn 60 triệu tài khoản Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân người dùng. Trước đó, trong cuộc điều trần ở Thượng viện Hoa Kỳ vào hôm 5 tháng 9, trả lời câu hỏi của Thượng viện nghị sĩ Marco Rubio về yêu cầu Facebook lưu dữ liệu ở Việt Nam, bà Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành của Facebook nói, tập đoàn này sẽ không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị. Vũ Nhôm muốn nộp tiền khắc phục hậu quả đại án. Thưa quý vị, ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh là Vũ Nhôm, xin được gặp gia đình để thống nhất việc nộp tiền mặt khắc phục hậu quả lên đến 203 tỷ đồng, cả gốc lẫn lãi có liên quan đến việc mua cổ phần ngân hàng Đông Á, Đông Á Bank. Báo trong nước cho biết thông tin trên vào ngày 13 tháng 9, trích kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đối với vụ án xảy ra tại Đông Á Bank. Cơ quan này nói đã cho ông Vũ gặp người thân vào ngày 16 tháng 8, nhưng đến nay vẫn chưa thấy nộp tiền. Ông Phan Văn Anh Vũ, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, bị đề nghị truy tố tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Kết luận điều tra bổ sung cũng cho biết Vũ Nhôm đã có 4 lần gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Cộng sản Việt Nam, yêu cầu xác minh, kê biên tài sản nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Trước đó, vào cuối tháng 7, ông Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 9 năm tù giam về tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Cơ quan điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam vào ngày 7 tháng 9 cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 và đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, đề nghị ra cáo trạng truy tố các bị can gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng tại Đông Á Bank. Thưa quý vị, bão lớn Mankert cấp 17 đang tiến vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão với tốc độ gió trên 225 km một giờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ngày 17 và 18 tháng 9. Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9. Trước khi vào Biển Đông, bão sẽ đi qua Philippines. Tổ chức Chữ thập đỏ, nước này ước tính có 3 triệu người sống ở khu vực bão đi qua và 7 triệu người khác sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ điều động hơn 44 tàu, 8 phi cơ, 3.000 phương tiện, thiết bị và 400.000 binh lính để ứng phó với siêu bão Mankert. Hiện trên thế giới đang xảy ra 9 cơn bão, trong đó bão Mankert được cho là mạnh nhất. Sức gió hiện nay của bão Mankert đạt cấp 5, mạnh hơn bão Harvey cấp 4, đổ vào nước Hoa Kỳ năm ngoái, thưa quý vị. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết ngôi sao Hollywood Emma Stone và Jonah Hill tham gia phim truyền hình Mang Nhát của Netflix. Các diễn viên Emma Stone và Jonah Hill tham gia vào danh sách các ngôi sao Hollywood xuất hiện trong phim truyền hình Mang Nhát của Netflix, một bộ phim hài đen tối về mối liên hệ của con người. Người chiến thắng giải Oscar và ngôi sao trong phim The Wolf on the Wall Street, Jonah Hill, đã vào vai Annie và Owen, hai người lạ với những vấn đề cá nhân tham gia vào một thử nghiệm dược phẩm. Emma Stone và Jonah Hill đã từng hợp tác trong bộ phim hài năm 2007 có tên Superbad. Cả hai đều đóng vai chính trong các chương trình truyền hình trước đó trong sự nghiệp của họ. Nhưng phim Maniac đã cho thấy một dự án khác cho cả hai diễn viên. Buổi ra mắt phim Maniac sẽ được ra mắt trên hệ thống phim truyền hình Netflix vào ngày 21 tháng 9. Thưa quý vị, các ngôi sao tham gia tour du lịch xe bus giáo dục của John Lennon với giường ngủ.
các học sinh trường công lập tại thành phố New York đã tham gia một chương trình có tên Baden tại New York ở Manhattan. Cựu tay trống Beatles Ringo Starr đã tham gia cùng với vợ của John Lennon, Yoko Ono và diễn viên người Hoa Kỳ Jeff Bridges đã tham gia việc thực hiện lại cuộc biểu tình tại nhà của Ono và Lennon trong những năm 60 để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cũng có mặt trong sự kiện lần này. Ban đầu ra mắt vào năm 1998, chuyến lưu diễn mang tên Lennon được tạo ra để quảng bá cho di sản của người đứng đầu nhóm The Beatles thông qua nghệ thuật. Hơn 100 học sinh trường công lập thành phố New York đã tham dự sự kiện này ở New York. Họ tụ tập để cùng ca hát bài hát nổi tiếng Give Peace a Chance, kinh điển của nhóm The Beatles. How great is that? And what a great thing with the bus where you can actually put it down. Great. Thưa quý vị, bản tin giải trí đã kết thúc chương trình tin tức News at Night trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.